giảm cân, đặc biệt là những người béo phì, giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh. Tuy nhiên, sau khi giảm cân nhiều, da lại bị lỏng lẻo, chảy xệ. Điều này có ảnh hưởng tiêu cực đến ngoại hình và chất lượng cuộc sống. Vậy nguyên nhân nào khiến da lỏng lẻo sau khi giảm cân? Da là cơ quan lớn nhất trên cơ thể của bạn và tạo thành một hàng rào bảo vệ bạn khỏi môi trường. Lớp trong cùng của da bạn bao gồm các protein, bao gồm collagen và elastin. Collagen chiếm 80% cấu trúc da của bạn, mang lại sự săn chắc. Elastin cung cấp sự đàn hồi và giúp làn da của bạn săn chắc. Trong quá trình tăng cân, da căng ra để nhường chỗ cho sự tăng trưởng ở bụng và các bộ phận khác trên cơ thể. Mang thai là một ví dụ. Sự giãn nở khi mang thai xảy ra một vài tháng và da căng da thường còn lại trong vài tháng sau khi sinh. Ngược lại, hầu hết những người thừa cân và béo phì đều bị căng trong khoảng thời gian dài hơn. Khi da đã được kéo căng đáng kể và duy trì như vậy trong một thời gian dài, các sợi collagen và elastin bị tổn thương. Kết quả là da mất khả năng co lại. Hậu quả là khi ai đó giảm cân quá nhiều, da thừa sẽ lỏng lẻo, trùng xuống. Nói chung giảm cân càng nhiều, da lỏng lẻo càng rõ rệt. Hơn nữa, các nhà nghiên cứu đã báo cáo rằng những bệnh nhân phẫu thuật giảm cân hình thành ít collagen mới và thành phần kém hơn so với collagen ở làn da trẻ và khỏe mạnh. Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ đàn hồi của da. Một số yếu tố góp phần làm da lỏng lẻo sau khi giảm cân. Thời gian thừa cân kéo dài. Nói chung, người này bị béo phì hoặc béo phì quá lâu, làn da của họ sẽ càng lỏng lẻo sau khi giảm cân do mất elastin và collagen. Lượng giảm cân, giảm 46kg tương tự da sẽ bị lỏng lẻo nhiều hơn so với giảm ít cân hơn. Tuổi tác, da già và ít collagen hơn da trẻ và có xu hướng lỏng lẻo hơn sau khi giảm cân. Di truyền, gen có thể ảnh hưởng đến làn da của bạn phản ứng với việc tăng và giảm cân. Phơi nắng quá lâu được chứng minh làm giảm sản xuất collagen và elastin của bạn, điều này có thể góp phần làm da lỏng lẻo. Hút thuốc dẫn đến giảm sản xuất collagen và làm hỏng collagen hiện có, dẫn đến da lỏng lẻo và chảy xệ. Các vấn đề liên quan đến da chảy xệ. Da lỏng lẻo do giảm cân có thể gây ra những thách thức về thể chất và cảm xúc. Khó chịu về thể chất. Quá nhiều da có thể gây ra khó chịu và cản trở hoạt động bình thường. Một nghiên cứu trên 360 người trưởng thành cho thấy vấn đề này xảy ra thường xuyên ở những người đã giảm 50kg trở lên. Giảm hoạt động thể chất. Trong một nghiên cứu trên 26 phụ nữ, 76% báo cáo rằng làn da của họ lỏng lẻo hạn chế khả năng vận động. Hơn nữa, 45% cho biết họ ngừng tập thể dục hoàn toàn vì làn da của họ khiến mọi người nhìn chằm chằm. Kích ứng và phá vỡ cấu trúc da. Một nghiên cứu cho thấy, trong số 124 người yêu cầu phẫu thuật thẩm mỹ để săn chắc, sau khi phẫu thuật giảm cân, 44% đã báo cáo đau da, loét hoặc nhiễm trùng da do lỏng lẻo. Ngoại hình kém thu hút. Làn da lỏng lẻo, chạy xệ sẽ giảm cân có thể tác động tiêu cực đến hình ảnh và tâm trạng của bạn. Các biện pháp tự nhiên để săn chắc da lỏng lẻo và chạy xệ. Các biện pháp tự nhiên sau đây có thể cải thiện sức mạnh và độ đàn hồi của da ở mức độ nào đó ở những người đã giảm cân từ nhẹ đến vừa phải. Rèn luyện sức mạnh. Tham gia vào các bài tập rèn luyện sức mạnh thường xuyên là một trong những cách hiệu quả tốt nhất để xây dựng khối lượng cơ bắp cả ở người trẻ và người lớn tuổi. Ngoài việc giúp đốt cháy nhiều calo hơn, việc tăng khối lượng cơ bắp có thể giúp cải thiện sự xuất hiện của làn da chảy xệ. Tiếp theo là có thể uống collagen. Trong một nghiên cứu có kiểm soát, sức mạnh collagen tăng đáng kể sau 4 tuần bổ sung collagen và hiệu quả này vẫn duy trì trong suốt thời gian của nghiên cứu kéo dài 12 tuần. Một nguồn collagen phổ biến khác là nước dùng từ xương, cũng cung cấp đầy đủ các lợi ích tương tự. Bổ sung dưỡng chất và giữ nước. Một số chất dinh dưỡng rất quan trọng để sản xuất collagen và thành phần khác của làn da khỏe mạnh. Protein. Protein đầy đủ quan trọng cho làn da khỏe mạnh và các axit amin, prolactin đóng vai trò trực tiếp trong việc sản xuất collagen. Vitamin C. Vitamin C cần thiết cho quá trình tổng hợp collagen và cũng giúp bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời. Axit béo omega 3. Một nghiên cứu nhỏ cho thấy axit béo omega 3 trong cá béo có thể giúp tăng độ đàn hồi của da. Nước. Giữ nước tốt cho cơ thể, cải thiện vẻ ngoài của làn da của bạn. Một nghiên cứu cho thấy những phụ nữ tăng lượng nước uống hàng ngày có thể cải thiện đáng kể khả năng hydrat hóa và chức năng của da. Vừa rồi là những chia sẻ của mình về nguyên nhân tại sao làn da của bạn bị chảy xệ sau khi giảm cân và những cách khắc phục. Cảm ơn các bạn đã xem video, hãy nhớ đăng ký và nhấn chuông để tiếp tục hộ mình ở những video tiếp theo nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.
life can't put me in a box. I redefine any definition you got. I am the tiger, I'm making steps to the top. The flames I'll rip it up, you just gotta hand me the rock. Take a seat, you cannot stand it. All I know, the flow harder than a scotch bunny. Don't try studying me, you cannot manage. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. What you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. Stacking cheese like it's Parmesan. Eight different flows, call me Octomom. I'm moving fast like the Autobahn. And I'm independent, so I'm not your fucking starving like it's Ramadan. Sick, twisted, gifted, can't copy, printed. Can't hold me down, I shapeshift, I'm liquid. I killed this beat, I might get convicted. They know how I move, it was predicted. Persistent, spoke it into existence. So consistent, no assistance. Hear me once, become addicted. If I rap it, then I live it. There's no cap, and I'll be freaking. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon.